ví dụ đi, deadline chiều nay tranh thủ làm xong nha Thái. Rồi ok, làm việc xong đúng không? Bỏ này one day để mình vô intro. Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Studio này bụi nhiều quá. Bây giờ mà mình giới thiệu về những chiếc bàn nâng hạ thì chắc chắn là những anh em khán giả của chúng ta không hề quá xa lạ nữa, và gần như là 70% 80% những anh em đang xem kênh chắc chắn là các bạn cũng đang sử dụng, sở hữu một cái setup bàn nâng hạ đúng không? Bởi vì trên thị trường hiện tại bây giờ có quá nhiều brand tạo ra cái sản phẩm bàn nâng hạ, gới công thái học các thứ với một mức giá rất là dễ tiếp cận cho anh em, cải thiện sức khỏe của cộng đồng. Cảm ơn các brand rất nhiều. Trên kênh này mình cũng đã từng review một vài chiếc bàn nâng hạ cho anh em rồi, từ những cái setup bên Mỹ cho đến setup studio tại Việt Nam luôn. Một cái vấn đề chung của những chiếc bàn nâng hạ đó là nó chỉ có hai cái chân thôi, một chân bên trái và một chân ở bên phải. Nó sẽ làm cho setup của chúng ta gọn gàng hơn, hay là trong lúc mà các bạn di chuyển tháo lắp nó cũng đơn giản dễ dàng hơn. Nhưng vấn đề lớn nhất của nó là cái sự chắc chắn khi mà các bạn đưa chiếc bàn nâng hạ của chúng ta về vị trí ngồi làm việc á. Bởi vì hai cái chân của nó nằm ở trên cái trục giữa, cho nên các bạn rất là dễ bị lắc lư. Đơn giản là cái việc mà anh em gõ phím thôi, rơi chuột thôi. Và đặc biệt là những anh em nào sử dụng những setup có tay arm màn hình, thì cái việc mà đưa vào vị trí đứng và gõ phím, mình gõ tới đâu, nhấn tới nút nào là tự động cái màn hình đó, rất là chóng mặt. Thì trong video ngày hôm nay mình giới thiệu với anh em về chiếc bàn này nè. Mình đã sử dụng từ hôm tới giờ khoảng 3 tuần nay, quay rất là nhiều video, làm rất là nhiều việc với nó, ngồi làm việc trên máy tính nè, quay unbox nè, quay review sản phẩm nè, hay là đôi khi leo lên đây nằm ngủ luôn. Rất là nhiều tính năng, và tất cả những cái điều đó gói gọn lại đơn giản một từ, đó là cái sự chắc chắn từ chiếc bàn này mang lại. Nói đơn giản cho dễ hiểu nè, những chiếc bàn nâng hạ mà anh em thường hay sử dụng đó, nó chỉ có hai chân thì cái độ chắc chắn của nó chỉ có nhiêu đây. Còn chiếc bàn này có tới 4 chân thì nó nhân đôi, thậm chí nhân 3 cái độ chắc chắn lên. 4 chân thì tất nhiên là nó luôn chắc chắn rồi. Đó là cái quy tắc vật lý công thái học. Thì đây, chiếc bàn mà mình đang sử dụng đến từ công ty iCockpit. Trong cái lĩnh vực test công nghệ setup, bàn làm việc đồ các thứ thì anh em cũng không quá xa lạ rồi. Thì iCockpit có gửi cho mình chiếc bàn này để trải nghiệm. Sau 3 tuần sử dụng nó, mình cảm giác đây là cái thời điểm thích hợp để mình chia sẻ với anh em những cái trải nghiệm cá nhân của mình. Một chiếc bàn nâng hạ có 4 chân, kích thước to, tải trọng của nó lên đến 150kg. Đây, mình nặng 62kg. 62kg là hơi mập. Các bạn có thể thấy mình vừa nhảy lên bàn ngồi một cách rất là chắc chắn, bởi vì các phần chân công ty đã thiết kế những cái bát tam giác để tăng cái độ chắc chắn. Với những chiếc bàn nâng hạ hai chân thì ngoài hai cái chân ra các bạn có một cái trục ở giữa, nhưng với chiếc bàn này nó không chỉ đơn giản là một cái trục ở giữa, mà công ty họ đã thiết kế nguyên một cái khung chữ nhật bao viền cả cái mặt bàn. Qua thời gian sử dụng lâu dài, cái mặt bàn nó không có bị trùng, nó không có bị quằn ở những cái cạnh hay là những cái góc. Và nói về kích thước thì mặt bàn mình đang sử dụng là 1m4 x 70. Ngoài ra iCockpit còn cho các bạn thêm nhiều option với những mặt bàn to hơn 1m8 chẳng hạn. Và một cái điểm nó vừa là điểm cộng cũng là điểm trừ đối với mình, đó là chiếc mặt bàn mình đang có ở đây nó được chia ra làm hai mảnh. Đúng, nó sẽ rất là tiện trong công đoạn đóng gói ship hàng đến tay của bạn, mở ra setup cũng rất là đơn giản thôi. Nhưng đối với một người OCD như mình á, thì mình thích một cái mặt bàn nó liền mạch hơn. Lâu lâu đang ngồi làm việc vậy nè, vô tình con mắt mình va vào cái rãnh này, nó bị ngứa ngáy, cho nên mình đã phải sử dụng thêm một cái miếng lót để mà che lại cái khu vực này. Nhưng mà anyway, nó cũng không phải là một cái gì quá tồi tệ. Chiều cao tối đa khi mà các bạn đưa cái bàn này nâng lên cao nhất đó là 1m1 16, và chiều cao thấp nhất mà các bạn có thể hạ đó là 72cm nếu mình nhớ không lầm. 72cm là một cái chiều cao trung bình cho người dùng một cái cảm giác ngồi làm việc ổn định nhất. Thì đối với mình, một người cao 1m6 lúc nào cũng để ở chế độ
thấp nhất. Thật ra trong những video trước thì anh em đã thấy sự xuất hiện của chiếc bàn này, bởi vì mình rất là thích cái tư thế đứng làm video, nói chuyện talking head như thế này. Mình có thể thoải mái di chuyển body language, tăng cái độ cảm xúc khi mà nói chuyện với camera hơn. Từ cái sự chắc chắn của bốn cái chân, nó cho phép nâng lên đến 150kg. 150kg là hai con người, ốm như Pháp thì phải là ba người, có thể ngồi lên trên đây một cách an toàn, vững chãi nhất. Các bạn phải hiểu một điều, đó là một setup bạn làm việc nó phải thật sự chắc chắn để cảm giác an tâm, thì hiệu quả công việc của các bạn nó cũng sẽ tăng lên. Những cái điểm nho nhỏ đó nó rất là quan trọng trong workflow hay là trong setup một cái bàn làm việc. Với cái phần mặt bàn, chất liệu của nó thì cũng khá là bình thường thôi. iCockpit sẽ cho các bạn nhiều option màu sắc khác nhau, trắng, gỗ sáng, gỗ tối. Nhưng mà cái option mình chọn ở đây là màu đen nhám, bởi vì ngoài cái tính năng ngồi làm việc trên chiếc bàn này thì mấy anh em trong team còn sử dụng nó để mà quay video sản phẩm nè, hay là có những cái setup sáng tạo khác để quay video hay là chụp ảnh trên chiếc mặt bàn này luôn. Cái tính năng nâng hạ của nó sẽ giúp setup góc máy, setup sản phẩm, đèn đuốc đồ các thứ của anh em á, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cho nên những anh em đang làm việc trong môi trường studio hay là production house thì mình cũng highly recommend một chiếc bàn nâng hạ có 4 chân như thế này để tăng cái độ chắc chắn của nó lên. Ví dụ có những cái sản phẩm to như cái thùng điện này, mình đặt lên trên đây, cái bàn nó không hề lắc lư. Ngoài ra, cho những shot sáng tạo, ví dụ anh em không có cái slider, những cái chip hay là những cái gimbal để tạo ra cái camera movement, và đó là một cái creative shot review sản phẩm, ứng dụng tính năng nâng hạ của chiếc bàn này. Và với cái phần motor hoạt động, mình cảm giác nó rất là êm ái, mặc dù nó hơi chậm 1,2cm một giây. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 giây để chuyển từ vị trí ngồi sang vị trí đứng, là một cái tốc độ không hề tệ chút xíu nào. Trong 25 giây đó chúng ta có thể nhâm nhi một ly cà phê, uống Red Bull này nhiều đường lắm. Thiết kế chiếc bàn này lên đến hai cái motor lận, một motor nằm ở đây và một motor nằm ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái phụ kiện mà các bạn nhận được. Thứ nhất đó là một cái móc treo tai nghe. Sau khi làm việc xong, chúng ta tháo tai nghe ra, móc nó qua bên đây để cái phần mặt bàn của chúng ta nó gọn gàng, nó không có bừa bộn. Ngoài ra bên đây chúng ta có một cái khay đựng ly nước. Những cái bàn hai chân á, đụng phải cái bàn xong một cái ly nước nó đổ vô trong laptop, đổ vô trong cái loa, cháy thiết bị, hư hại. Bản điều khiển thì chúng ta chỉ có 5 cái nút thôi. Rồi, cái điểm đáng giá nhất ở trên chiếc bàn này, nó khác biệt là bởi vì nó có 4 chân. 4 chân thì chắc chắn hơn rất là nhiều. Nó sẽ giải quyết được đa số những cái vấn đề mà anh em thường hay gặp phải đối với là những chiếc bàn nâng hạ 2 chân khác. Gõ phím nó không có bị rung màn hình nè. Thì từ cái sự chắc chắn đó, anh em có thể sử dụng chiếc bàn này cho rất là nhiều những công việc khác nhau. Đặc biệt là những anh em làm studio, production house, chuyên quay sản phẩm chẳng hạn. Về cái mức giá của nó hả? Nhiều, lanh quanh 5 triệu. Trời ơi, nguyên một cái bàn to cỡ này, 4 cái chân chắc chắn, motor hoạt động ngon lành mượt mà, còn tặng thêm 2 cái phụ kiện, mà cái mức giá của nó loanh quanh dưới 5 triệu thôi, thì đây một cái sản phẩm đáng để mình review và chia sẻ với anh em. Đường link mua sản phẩm phía dưới phần mô tả nếu anh em cảm thấy hứng thú, hay là đang tìm kiếm cho mình một chiếc bàn nâng hạ, thay đổi chiều cao, cải thiện sức khỏe làm việc của các bạn, nhưng phải đảm bảo sự chắc chắn. Anyway, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy hay, ấn like phía dưới, đừng quên subscribe, đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những video thú vị như thế này nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace. Còn có 60 à. Thiệt, anh ốm lại rồi. Cơ vẫn còn đây mà. Mình nặng 60kg và cái motor nó vẫn nâng mình một cách rất là nhẹ nhàng. Xịn, 10 điểm không nhưng. 4 chân, cái này là 8 chân mà. Nó ho, vẫn đá thùng, nó té, làm tè le hết. Nói gì ta? Đầu video vô nó.